Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoài Niệm Game TV. Thì trước khi bắt đầu cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin được đính chính với anh em là mình cũng là một người chơi game như anh em thôi. Mình cũng là một người đam mê MMO và mình nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của anh em là muốn mình review về một số con game MMO khác để cho anh em có thể đưa ra những cái quyết định trước khi chơi game. Cho nên là hôm nay mình sẽ dành ra thời gian và mình sẽ review con game MUH5 Đại Thiên Sứ để cho anh em có những cái nhìn tổng quan về con game này trước khi mà nó được anh em tải về chơi. Đó, mình cũng chỉ là người chơi như anh em thôi, không có quảng cáo, không có nhận quảng cáo cho bất kỳ một con game nào cả. Mình chơi và mình trải nghiệm, mình thấy hay thì mình sẽ khen là hay và mình sẽ đánh giá nó để cho anh em có thể trước khi mất thời gian chơi và tải thì anh em đưa ra những cái cân nhắc kỹ trước khi chơi một con game mobile nào đó. Ok, hãy cùng Hoài Niệm Game TV trải nghiệm một số con game trong những cái series mà mình sẽ sắp ra trong thời gian tới gần đây. Và trước khi bắt đầu cái video này thì nếu bạn thấy cái video này của mình nó hay thì anh em hãy cho mình một like video và một chia sẻ video cũng như một đăng ký kênh nhé. Ok, thì anh em xem video trên YouTube thì sẽ gặp được rất nhiều những cái quảng cáo của con game MUH5 này. Đó, quảng cáo đồ họa rất đẹp, đồ họa phải nói là rất đẹp khi mà nó quảng cáo giống như một con game 3D vậy. Nó giống như một con game 3D thì rất dễ làm cho anh em lầm tưởng đây một con game 3D với những cái đồ họa gọi là cực kỳ đỉnh cao, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Đó, nó quảng cáo suốt ngày ở trên YouTube luôn. Hầu như anh em xem video, nếu anh em chơi MU thì suốt ngày thấy MUH5, MU vượt thời đại, các thứ quảng cáo rất nhiều. Đó, nhìn vào này, đồ họa anh em xem nó rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà đúng ở trong game nó như thế này thì phải gọi là cực kỳ đẹp. Đó, mà trong khi đó là nó quảng cáo là khi anh em đánh chỉ cần đánh lợn thôi nó đã rơi ra rất nhiều trang bị khủng và xịn và được tặng cả VIP nữa. Đó, thế thì vừa vào game thì anh em đã được tặng VIP và lên cấp cực nhanh, không cần nạp tiền, mạnh và nhắm mắt cũng lên được top server. Đấy, nhưng mà anh em ạ, hãy thử nghĩ mà xem, ai đời mà nhà một cái nhà phát hành game mà người ta cung cấp cho một con game mà vào ai cũng thành VIP, ai cũng thành mạnh nhất, ai cũng thành top server, đúng không ạ? Thế thì ai mới là người mạnh nhất? Thế thì nhà phát hành người ta lấy tiền ở đâu ra? Đấy, không muốn nạp tiền mà muốn được lên top, muốn được thành top VIP của server thì chắc chắn là không có đâu. Đấy là quảng cáo thôi. Nhưng đây này, thực tế thì anh em hãy nhìn lên màn hình và xem cái thực tế của nó khi mà anh em chơi này. Đó, nó quảng cáo thì là màn hình ngang. Đó, game thuần MU, đồ họa rất đẹp nhưng khi anh em chơi không khác gì treo đầu dê bán thịt chó. Nó lừa đảo một cách kinh khủng luôn. Chơi thì là màn hình dọc. Đấy, chơi thì là màn hình dọc anh em nhé, anh em thử nhìn xem. Đấy, cái hình ảnh quảng cáo của nó thì thực ra là cái hình ảnh được cắt ghép từ những cái phiên bản MU chính chủ, MU màn hình ngang và y như MU thật, nhưng mà khi vào chơi thì nó chỉ là cái dạng game 2D. Đấy, đồ họa thì gọi là xấu vãi cả nhái ra anh em ạ. Tôi không hiểu vì sao cái thằng admin của cái game này nó thiết kế ra một cái con MU mà nó không biết là nó đã chơi qua cái MU phiên bản gốc hay chưa. Đấy, nó xấu vãi nhái ra luôn. Cái con MU anh em mình đang chơi ấy, cái MU thật ấy, nó thiết kế con game đấy cách đây 20 năm mà nó còn đẹp hơn cái con MU mà hiện tại MUH5 Đại Thiên Sứ mà bây giờ anh em đang chơi và đang tải về, đang quảng cáo ở trên mạng như này. Năm 2021 rồi tại sao nó vẫn thiết kế ra những cái con game như thế này mà nó dám đặt tên là MU và để nó quảng cáo một cách xàm xí, sau đó để cho anh em chơi, anh em nạp tiền các thứ. Cái khung cảnh của nó thì cũng có phần là cũng có những cái map và quái cũng giống MU. Anh em nhìn xem những cái kỹ năng ở trong game, cái trang bị trong game nó khác hoàn toàn với game MU luôn. Nó không có một cái gì điểm gì là MU cả. Đấy, rất là nhạt nhẽo. Chơi thì chơi màn hình dọc, vào bấm một nút cái là auto nó chạy, nó làm tất cả các thứ, anh em không có việc gì làm cả.
chỉ cần một cái nút bấm 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 ở trên màn hình thôi là anh em đã có thể để cho nó tự động chơi hết từ A đến Z. Anh em hoàn toàn có thể chỉ cần chơi bằng một tay, và có khi là cũng chẳng cần tay thì vẫn có thể chơi được game này, chỉ thỉnh thoảng cần vào để bấm bấm một tí thôi đấy. Nói chung là cái game này ấy, thì nó phù hợp cho những anh em nào thích nạp tiền, và nếu muốn tiến cao ở trong cái game này thì anh em chỉ có cách là nạp tiền. Đấy. Còn cái game này thì thực sự nó giống như kiểu là một cái game của trẻ con ấy. Cái game của trẻ con mà để cho bọn trẻ con nó bật hoạt hình lên để cho bọn trẻ con nó ăn ấy. Đấy. Thế thì nó giống hơn. Có thể đây là hoạt hình để cho anh em xem thì nó giống hơn, chứ đây nó không phải là cái game để cho anh em chơi. Anh em không cần phải có đầu óc gì cả, không cần phải có một cái kỹ năng phô diễn gì cả. Anh em chỉ cần nạp tiền và ngồi bấm bấm, sau đó là ngồi xem nhân vật của mình là nó tự đánh hết từ A đến Z. Rất là nhạt nhẽo đúng không ạ? Skin này trông người ẻo là trông giống như kiểu là mấy cái web game ấy. Mấy cái web game nó còn hay hơn. Thực sự đến thế. Đây là nó mang gọi là một cái vỏ bọc về cái tên quảng cáo thôi, để cho anh em chơi thôi. Chứ thực ra thì vào chơi nó cực kỳ chán luôn. Mình nói thật là chơi cực kỳ chán luôn. Đó, anh em nhìn xem. Không có một cái gì đó là cái không gian mở cả. Nó không, đây không phải là MU. Tôi nói thật, đây là không phải là MU. Tôi là một cái người chơi và tôi nói cái gì công tâm. Các bạn nhà phát hành game này quảng cáo gọi là treo đầu dê bán thịt chó quá. Khi mà tôi xem quảng cáo nhiều quá thì tôi tải thử và tôi chơi, nhưng mà khi mà tôi chơi thì thực sự là không thể chấp nhận được. Và anh em thì tôi nói thật, anh em nào gọi là không có thời gian và không biết MU là cái gì thì vào chơi thử, và nếu mà anh em dư giả tiền thì anh em có thể nạp và anh em ủng hộ cho con game này. Còn tôi chỉ chấm con game này 2/10 điểm thôi, 2/10 thôi, nhưng mà trừ mất một điểm đi vì nó chỉ còn một điểm thôi, bởi vì là nó quảng cáo kiểu treo đầu dây bán thịt chó. Anh em có thể vào trên cái chợ ứng dụng, anh em đọc những cái bình luận tương tác của những người đã chơi và đã đưa lên những cái bình luận ý kiến ở trên cái Google Play. Chứ mình không có tự nói những cái xàm xí, mình không có đưa ra ý kiến cá nhân, nên là mình quyết định xóa game, không chơi, delete luôn, xóa luôn cho nó khỏi nặng máy anh em. Không mất thời gian cho những cái game kiểu vớ vẩn và không phải MU. Tôi thích chơi MU cơ, chứ tôi không thích ngồi xem mấy cái video hoạt hình, mấy cái video xàm xí vớ vẩn để mất thời gian của tôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy cho ý kiến ở phía dưới phần bình luận của video nhé.